Chào anh chị và các bạn, tôi là Tam Nguyên. Trong video này là chúng ta sẽ tiếp tục sang cái nội dung thứ ba của chương trình kích hoạt tài lộc của năm Canh Tý 2020. Tức là chúng ta sẽ đi vào nghiên cứu xem là cái vận hạn của từng cái hướng nhà khác nhau như thế nào và cái biện pháp nào để hóa giải. Vì cớ làm sao mà chúng ta lại có cái phần vận hạn này? Bởi vì là hàng năm do là thiên khí, các cái thiên tinh nó di chuyển trong hệ mặt trời, nó tạo ra những hệ lực khác nhau, nó tác động lên từng các phương hướng nhà khác nhau. Người ta gọi là hướng long, gọi là hướng thủy, gọi là hướng mạch, gọi là hướng khí. Người ta gọi là hướng thiên khí, hướng địa khí, hay hướng địa vận, hay hướng thiên vận. Thì tất cả những cái phần này, ngoài cái việc là từ mạch khí là từ hướng cố định, thì chúng ta sẽ còn có những cái hướng do là lưu niên của năm nó đáo đến, làm cho là các cái phương khác nhau thì người ta tượng trưng cái dạng khí lưu niên này thông qua các cái thần sát hay là thông qua các biểu vị khí khác. Chúng ta sẽ căn cứ vào các vòng thái tuế sát, vòng lục tồn sát, vòng tràng sinh, rồi chúng ta căn cứ vào các cái sao mà an theo thiên can của năm hay là địa chi của năm, và chúng ta an theo những cái sao mà ảnh hưởng đến trực tiếp đến cái thiên khí của hướng như là cửu tinh. Như chúng ta được biết rằng là hiện tại là chúng ta đang nằm trong hạ nguyên của vận 8 năm 2020 Canh Tý. Như vậy thì vào trong cái hạ nguyên này thì cái sao thất xích nó sẽ bay nhập vào trung cung. Đấy là sao chủ quản về vấn đề liên quan đến thiên khí. Khi mà thất xích nhập vào trung cung thì vận khí của trung cung năm nay sẽ ảnh hưởng bởi cái vận khí của cái sao thất xích là chính. Thì sao thất xích thì chúng ta nằm trong vận 8, cho nên là thất xích là cái sao đã thất vận. Mặc dù chúng ta gọi là vận đã suy, mà thất xích là tượng trưng là phá quân kim, cho nên là tượng trưng trong cái sao đấy nó là tượng trưng của thị phi, tượng trưng của chiến tranh, tượng trưng của đấu tranh tranh đoạt. Cho nên thành ra là tất cả những cái hướng nhà, mà tất cả những cái việc chủ ở cái công việc ở trong nội bộ hay là công việc ở trong nhà năm nay, ví dụ chúng ta hiểu đơn giản như là những công việc ở trong nhà, chúng hiểu đơn giản những công việc ở trong cơ quan hay là trong cái công việc trong là cái môi trường làm việc của anh chị, nó rất dễ xảy ra những hiện tượng gọi là đấu đá, xảy ra thị phi, xảy ra cái việc mà cãi cọ. Cho nên là nó rất dễ, chỉ một cái động tác rất nhỏ thôi, hay bình thường thì cái chuyện như thế thì nó không có ảnh hưởng gì cả, nhưng mà vào đến cái năm 2020 thì những cái chuyện đấy nó sẽ tạo ra được cái vấn đề, nó kích động làm cho người ta dễ dàng thị phi hơn. Rồi tương tự tiếp tục theo đó thì bát bạch bay đến phương tây bắc, rồi cửu tử bay đến phương tây, rồi nhất bạch đến phương đông bắc, nhị hắc đến phương nam, rồi tam bích đến phương bắc, rồi tứ lục đến phương tây nam, rồi chúng ta sẽ có là ngũ hoàng đến phương đông, và vị trí của sáu lục sẽ đến phương đông nam. Như vậy thì với cái sự vận hành, với cái sự vận hành của các thiên tinh như vậy thì nó sẽ làm cho là các cái hướng khí khác nhau nó sẽ chịu sự ảnh hưởng khác nhau. Ngoài ra chúng ta còn quan tâm đến các thần sát như là tuế phá, đại hao, tam sát, tuế hình, tướng quân, đào hoa, rồi tuế lộc, rồi bạch hổ, rồi phi liêm, lực sĩ, tăng môn, tuế phá, rất là nhiều những cái sao khác. Những cái sao đấy nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái hướng nhà của anh chị. Do vậy nên mỗi một hướng nhà khác nhau thì vận khí hàng năm khác nhau. Nếu như anh chị là những người mà hợp long, tức là anh chị phù hợp với căn nhà đó thì những cái sát đó nó sẽ ảnh hưởng ít. Nhưng mà nếu như mà chúng ta không hợp long chẳng hạn thì những cái sát đó đã ảnh hưởng đến rất là nhiều, và chúng ta cần phải có một cái biện pháp hóa giải hoặc là phòng chống, hoặc là biết được trước là năm nay nó sẽ xảy ra cái chuyện gì thì chúng ta sẽ căn cứ vào đó để có biện pháp hóa giải phù hợp. Thông thường để hóa giải những biện pháp hóa giải phù hợp, người ta có thể đối với hướng nhà thì thông thường người ta sẽ có thể thực hiện bằng cái động tác, một là người ta treo, hay là người ta đặt cái thảm trước nhà, hay là sử dụng các cái pháp khí hoặc dùng ngũ hành để người ta hóa giải cho những cái hướng nhà chính. Ví dụ như là đơn giản như hướng bắc chẳng hạn, là năm nay cái thái tuế đéo vào thì chúng ta chắc chắn rồi là chúng ta phải sử dụng một cái thái tuế phù để chúng ta dán trước nhà. Như vậy là phù hay là pháp khí hay là màu sắc hay là ngũ hành thì đều là cái cách để mà chúng ta đưa để lên trước nhà để chúng ta hóa giải. Thì mỗi một hướng nhà khác nhau thì nó sẽ có những cái vận hạn và cũng thời điểm khí cát hung tốt xấu khác nhau, do là ngũ hành các phương khác nhau. Sự vận chuyển các thiên khí này nó là cái phần tổng để mà đưa ra những cái cát hung luận đoán cho căn nhà của anh chị. Thì trong các video dưới thì dần dần chúng ta sẽ đi vào khảo sát các cái hướng nhà, từng cái hướng nhà một, xem là những hướng đấy năm nay thì thần sát là gì, cát hung ra sao, và chúng ta cái biện pháp hóa giải như thế nào. Sau khi đã xác định được hướng nhà rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành đến cái phần luận đoán các cái phương và hướng nhà. Thì chúng ta sẽ đi qua cái hướng nhà đầu tiên là nhà hướng nam, đúng không ạ? Tức là nhà hướng nam, tức là từ đại môn bước ra và mặt quay về hướng nam. Tức là những cái nhà có hướng là hướng nam năm nay thì có vấn đề gì. Năm Canh Tý 2020, những cái nhà hướng nam thì có cái sao nhị hắc đáo vào trước cửa,
nhị hắc tuế phá, đại hao và sao tai sát đứng ở trước cửa nhà hướng nam chúng ta. Cho nên là nhị hắc thì ngũ hành thuộc thổ, đáo vào phương nam là hỏa cung, cho nên là cái sao đại hao lại là cái sao chủ về tán hao tán cái tài sản và thao tán cả cái nhân linh. Thêm nữa lại cái tai sát là một cái sao nằm trong bộ tam sát là tai sát, tuế sát và kiếp sát. Cho nên thành ra là cái phương này nó là cái nhà hướng nam năm nay nó sẽ là hung. Cho nên thành ra là chúng ta cần phải giữ yên và không nên tu tạo sửa chữa. Nữ bệnh thì phải cần phải lưu ý, và cả các cái bệnh liên quan đến cái bệnh phụ nữ chúng ta cũng cần phải hết sức là lưu ý. Để mà hóa giải cho cái phương vị này, để hóa giải cho cái nhà hướng nam này thì chúng ta có thể sử dụng cái thước thập nhị địa chi, hoặc là sử dụng cái đồng ngũ phúc hoa mai chúng ta dán vào trước cửa. Đồng ngũ phúc hoa mai đó là cái đồng tiền mà chúng ta dán vào cái khuôn cửa, còn cái thước thập nhị địa chi chúng ta dán theo chiều ngang. Ngoài ra thì cái thảm trải nhà, ở đây tôi muốn nói đến cái thảm thùy chân ở phía trước nhà, tức là chúng ta sử dụng ngũ hành để chế hóa, thì cái thảm trải nhà chúng ta nên sử dụng màu nâu với cái ngũ hành thuộc thổ, vì rằng là cái màu nâu ngũ hành thuộc thổ này thì nó có cái tác dụng nó hóa giải đi cái nhị hắc, cũng như là nó hóa giải đi là cái vị trí, tức là hóa giải đi cái nhị hắc, vì là nhị hắc ngũ hành thuộc thổ, chúng ta dùng thổ để nghi tĩnh, mà phương nam thuộc hỏa thì lấy cả hỏa để tiết khí để nhập vào, thì chúng ta có thể hóa giải được đi cái vận hạn của phương này. Đối với cả cái nhà hướng bắc, đúng không ạ? Đối với nhà hướng bắc, chúng ta gọi là cái nhà tọa nam hướng bắc, hoặc nhà có đại môn quay về phương bắc, năm nay thì có sao tam bích ngũ hành thuộc mộc và sao thái tuế ngũ hành thuộc hỏa đáo vào phía trước cửa nhà. Tam bích mộc tinh là sát tinh, bởi vì chúng ta đang nằm trong hạ nguyên của vận 8, cho nên là những cái sao như là nhị hắc, tam bích, tứ lục, ngũ hoàng, đó là những cái sao mà nó đã thất vận, người ta gọi là sát tinh. Cho nên là cái điều cát khí nó không còn mang đến nữa, mà nó sẽ mang đến cái điều hung họa. Cho nên là cái hướng nam, đối với cả cái hướng bắc, có cái sao thái tuế và cái sao tam bích đáo lên trước cửa, mà tam bích đã là cái sao lộc tồn chủ trị phi rồi, thị phi rồi, mà thái tuế cũng lại là cái sao mà chủ trị phi nữa. Cho nên thành ra là chủ cái việc mà khẩu thiệt thị phi, cho nên là gia chủ ở những cái nhà hướng bắc năm nay cần phải hết sức là cẩn thận trong cái lời ăn tiếng nói, bởi vì tránh để mà gây ra bị vạ miệng, đặc biệt là những cái chuyện mà liên quan đến đào hoa hoặc cái chuyện liên quan đến tình cảm bên ngoài thì cũng sẽ rất dễ mà chỉ nhiều khi nó chỉ là bông đùa mà nó lại thành ra là bị vạ miệng, vạ lây, thì nó lại đem đến cái điều mà không tốt. Và ở cái phương nam năm nay, đối với cả cái nhà hướng bắc năm nay, thì thiên khí ngũ hoàng thổ đáo vào đông cung thuộc mộc. Hiện tượng này gọi là tương khắc. Chúng ta sử dụng cái phương pháp chế hóa bằng cách là sử dụng thảm trải nhà có cái màu ghi là ngũ hành thuộc kim để mà điều hòa lại cái ngũ hành này, vì là phương bắc ngũ hành thuộc thủy mà sử dụng kim để mà lại gặp thêm là cái sao này, cho nên ra dùng kim chế bớt mộc và sinh thủy tại bản cung. Cho nên là chúng ta sử dụng cái thảm có cái màu ghi là màu ngũ hành thuộc kim để chế hóa. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể ngoài cái việc mà sử thảm màu ghi ra, chúng ta còn có phương án số 2 là chúng ta có thể sử dụng cái phương án thảm màu đỏ, cũng là cái màu rất là tốt dùng ở phương bắc năm nay. Tại sao chúng ta lại dùng màu đỏ? Bởi vì là màu đỏ thì ngũ hành thuộc hỏa, mà phương bắc ngũ hành thuộc thủy thì mộc đang tương sinh, thì chúng ta dùng cái màu hỏa để chúng ta tiết khí bớt khí của cái hành mộc của sao tam bích ra thì cũng lại là một cái rất là tốt, một cái rất là tốt. Cho nên ra là hai cái màu sắc, một là màu ghi, hai là màu đỏ, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được đối với cả những cái nhà mà có hướng bắc năm nay. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng cái tiền thập nhị địa chi, tức là sử dụng cái đồng tiền thập nhị địa chi là cái đồng tiền mà trên đó ghi 12 con giáp, vì rằng là cái năm nay cái hướng bắc nó phạm vào sao thái tuế, cho nên chúng ta phải sử dụng tượng của tuế quân để mà hóa giải, đúng không ạ? Ngoài ra thì ngoài dùng cái tượng thập nhị địa chi thì chúng ta lưu ý rằng là những cái nhà hướng bắc thì chúng ta vẫn phải nên treo hoặc là dán các thái tuế phù của cái năm Canh Tí 2020, là cái thái tuế có cái màu đỏ, mà tôi đã hướng dẫn cái thái tuế phù này ở trên cái cách nghi thức để làm cái thái tuế này ở trên những video trước. Cho nên là những cái thái tuế phù này chúng ta sẽ được dán lên trên trước cửa nhà của chúng ta để chúng ta hóa giải đi cái hạn thái tuế, mà cũng hóa giải đi thị phi. Ngoài ra chúng ta vẫn có thể treo vào đó đồng tam cát hoa mai để chúng ta tăng cường thêm tài lộc, hoặc là hóa giải đi trước nhà, hóa giải đi cái vận hạn của cái sao tam bích, cũng như là vị trí của thái tuế đáo vào phương bắc của những cái nhà trong năm Canh Tí 2020. Tôi sẽ chia sẻ tiếp tục với anh chị và các bạn về vận hạn cũng như là cát hung của nhà hướng đông và nhà hướng tây. Trước hết, để xác định cái phần này, chúng ta vẫn lưu ý là cần phải đo được chính xác xem là hướng nhà của chúng ta là hướng gì.
đông hay là hướng mà nằm trong hướng đông là cái hướng mà nằm khi mà kim của anh chị chỉ là 90 độ mà cộng trừ 22,5 độ. Như vậy sẽ nằm trong cái đoạn từ 67,5 độ cho đến 112,5 độ. Tức là từ 67,5 cho đến 112,5 độ. Còn những cái nhà hướng tây là những cái nhà mà nằm trong giai đoạn là 270 độ mà cộng trừ 22,5 độ, tức là 170 độ cộng trừ 22,5 độ. Tại sao nó lại có khái niệm là cộng trừ 22,5 độ? Vì rằng là mỗi một hướng là 300, tổng vòng tròn là 360 chia cho 8, tức là mỗi hướng là 45 độ thì chia đôi cái hướng đấy ra thì mỗi bên là 22,5 độ. Thì vậy những cái nhà nằm tới 247,5 độ cho đến là những cái nhà nằm đến 292,5 độ thì những cái nhà đấy gọi là nhà hướng tây. Thì chúng ta phải lưu ý rõ phần này, chứ không có cái nhà nào là nhà hướng nam ghé nam hay là nam ghé tây nam hay là nam ghé tây thì chúng ta không biết là cái nhà chúng ta là hướng gì chẳng hạn, đúng không ạ? Thì những cái nhà hướng đông năm nay thì có cái sao ngũ hoàng là đại sát tinh đáo đến trước cửa, kèm theo đó là sao tuế hình, vì năm nay là Mão Tý là tương hình, cho nên là cái hướng nam là cái sao mà nó gọi là đại sát tinh, vì là sao chính là đã thất vận. Và năm nay thì là ngũ hoàng đến cái phương mộc mà mộc thổ là tương khắc, cho nên là cái hung họa nó càng trở nên là mạnh mẽ hơn. Nếu như mà ở cái năm 2019 thì là thổ đáo thổ cung, tức là ngũ hoàng nó đến phương tây nam, đúng không ạ? Thì là ngũ hành thuộc thổ thì nó không có hề hấn gì. Nhưng mà năm nay nếu như đáo đến mộc cung là nó xảy ra hiện tượng tương khắc, mà đại môn của chúng ta là cái chỗ chúng ta vào ra đóng vào ra mở cửa ra vào mở cửa ra hàng ngày, tự khắc chúng ta đã làm chỗ này nó trở nên là nó bị khuấy động. Thì chính những cái khuấy động này nó làm cho là cái việc mà cái sao ngũ hoàng nó trở nên là nó còn trở nên hung họa hơn rất nhiều. Kèm theo đó là tuế hình đáo cửa, cho nên thành ra là năm nay là đặc biệt là không sơn sửa nhà, đặc biệt là cái phần cổng cửa ở đằng trước không tu tạo sửa chữa. Đối với nhà chung cư thì cũng không nên nhập trạch, cần phải giữ sạch sẽ gọn gàng, đặc biệt là phần dép guốc rồi giày dép để trước cửa nhà là chúng ta phải đặc biệt hết sức lưu ý để gọn gàng, còn không dùng thì chúng ta sẽ cất vào trong tủ, chứ chúng ta không có để nó đằng trước. Như vậy thì nó sẽ gây ra hiện tượng gọi là bị náo loạn, thì cái náo loạn này nó sẽ làm cho là cái phương đấy nó trở nên là nó hung họa hơn rất là nhiều. Như vậy thì nhà hướng đông thì ngũ hành thuộc thổ đáo vào đông cung thuộc mộc, cho nên ra là chúng ta có thể sử dụng cái đồng ngũ phúc hoa mai hoặc là tiền ngũ đế để mà chúng ta hóa giải cho cái phương này. Tức là một là chúng ta sử dụng cái đồng ngũ phúc hoa mai hoặc là tiền ngũ đế, hoặc là chúng ta có thể sử dụng ở trong đó một cái đồng hoặc là chúng ta có thể treo ở trước cửa nhà của chúng ta một cái tiền thập nhị địa chi cũng được, đúng không ạ? Có thể hóa giải được cái vận hạn này. Ngoài ra thì cái thảm ở trải ở trước nhà của chúng ta, đúng không ạ? Thì chúng ta nên là chúng ta sử dụng cái thảm mà nó có một là màu ghi, đúng không ạ? Tại sao lại dùng màu ghi? Vì màu ghi nó tiết khí của ngũ hoàng, tiết khí của ngũ hoàng ra, đúng không? Hoặc ra là chúng ta có thể sử dụng cái thảm màu đỏ, vì thảm màu đỏ thì nó tạo ra cái mối tương quan là mộc sinh hỏa sinh thổ. Tuy nhiên là cái vòng tương sinh lan hoàn này được tạo ra thì vô tình chúng ta lại kích hoạt cái khí của ngũ hoàng lên, cho nên là tốt nhất là chúng ta nên sử dụng phương pháp tiết khí, tức là chúng ta sử dụng cái thảm màu ghi ở phần phía trước nhà để cho chúng ta tiết khí của cái ngũ hoàng ra, để chúng ta hóa giải đi là cái vị trí này. Bởi vì trong tất cả cái sao cửu tinh nói về mặt thiên khí thì ngũ hoàng là cái sao mà có cái khí hay là có cái độ hung sát là mạnh nhất, nó liên quan đến thị phi, liên quan đến hao tán, đặc biệt là tiền của và liên quan đến tật bệnh nữa, cho nên là chúng ta phải đặc biệt hết sức là lưu ý. Đối với cả những cái nhà hướng tây nằm trong cái đoạn từ 270 độ mà cộng trừ 22,5 độ, đúng không ạ? Thì năm nay thì có sao cửu tử đáo vào. Cửu tử là cái sao đại tài tinh đương vận, làm cho gia đình vui vẻ và tăng thêm tài lộc, đúng không ạ? Cái sao tướng quân phúc đức và đào hoa, đúng không ạ? Thì cái sao đặc biệt là có cái đào hoa và phúc đức tướng quân đáo đến, tức là người ta gọi là cái hướng nhà của hướng tây năm nay gọi là hỉ khí doanh môn. Tức là năm nay đối với cả những cái nhà hướng tây thì rất là dễ có được cái chuyện vui mừng, đặc biệt là cái chuyện liên quan đến song hỉ cưới môn, tức là cưới xin chẳng hạn, hoặc là tăng thêm nhân đinh, tức là sinh thêm con cháu hay sinh thêm con cái ở trong nhà. Thì cửu tử là sao đương vận ngũ hành thuộc hỏa đáo đến cái phương này là vị trí của phương tây, là ngũ hành thuộc kim tương khắc sinh tài. Bản thân là
cái sao này là sao cát, khi mà đáo đến cái chỗ nào thì nó cũng đã là cát tinh rồi, mà lại thêm cả đào hoa và phúc đức thì đồng nghĩa với cả cái việc là cái phương đó và năm nay là nó sẽ tăng thêm cái tài lộc và tăng thêm may mắn để cho những cái cát khí tại phương đó. Cho nên những cái nhà hướng Tây năm nay mà khởi công xây dựng hay là tu tạo phần sửa chữa phần trước cửa cũng đều là cái phương án rất là tốt. Chúng ta có thể sử dụng hồ lô ngọc bích, ngũ hoàng thuộc mộc để chúng ta gia tăng, tăng cường gia lực thêm cho cửu tử để nó tăng cường thêm cát khí, hoặc sử dụng tam cát hoa mai là ba cái đồng tiền hoa mai dán tại phía trước cửa nhà chúng ta để chúng ta tăng cường thêm cái tài lộc cho nhà trong năm mới. Và năm nay thì đối với cả cái nhà hướng Tây thì chúng ta nên trải cái thảm ở trước nhà. Chúng ta có hai phương án, một là chúng ta có thể trải cái thảm ở nhà có cái màu nâu, vì cái màu nâu ngũ hành thuộc thổ, cho nên thành ra là cái cửu tử ngũ hành thuộc hỏa nó sẽ sinh ra cái màu nâu, sinh ra ngũ hành thuộc thổ, vì hỏa thổ tương sinh, cho nên là hỏa thổ tương sinh và sinh cho cái vị trí Tây là hướng nhà, tạo thành cái vòng tương sinh loan hoàn. Cho nên là những cái nhà hướng Tây mà chúng ta mà kích hoạt hỏa lên, kích hoạt dùng thổ để chế hóa và để mà thu được cái vận khí tốt của cửu tử thì cũng là cách để tăng thêm tài lộc. Ngoài ra thì trước cửa nhà anh chị có thể trồng thêm các cái cây ra hoa màu đỏ, ví dụ như là tiểu hồng môn, ví dụ như là trạng nguyên chẳng hạn, thì hoặc những cây khác loại hoa mà nó ra hoa màu đỏ thì là khi mà đặt ở trước nhà thì chúng ta cũng chiêu thêm cái cát khí của cửu tử để mà tăng cường thêm cái tài lộc cho gia đình nhà mình. Và phương Tây năm nay là một phương rất là cát, nhà hướng Tây năm nay cũng là nhà mà hướng rất là tốt và chúng ta cần phải chiêu khí kích hoạt để nạp tài cho căn nhà của chúng ta. Anh chị không nên bỏ lỡ cơ hội này. Tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với anh chị về cái việc kích hoạt cái tài lộc của cái căn nhà của mình theo hướng nhà. Video tiếp theo chúng ta sẽ đi vào căn nhà hướng Đông Nam. Năm hướng Đông Nam là hướng Đông Nam và hướng Tây Nam. Hướng Đông Nam, chính hướng Đông Nam của chúng ta là vị trí của 135 độ thì cộng trừ 22,5 độ. Như vậy hướng Đông Nam sẽ kéo dài từ 112,5 độ cho đến 157,5 độ. Hướng Tây Nam, chính Tây Nam của chúng ta là 225 độ. Như vậy cộng trừ 22,5, như vậy là sẽ là 202,5 độ cho đến là 247,5 độ. Thì người ta gọi những cái nhà đấy là nhà hướng Tây Nam. Thì đối với cả cái nhà hướng Đông Nam năm nay thì gồm có sao lục bạch là cát tinh thất vận, người ta gọi là chính quan tinh ấy, đúng không ạ? Quan cát tinh thất vận để đào đến hướng quan phù, tiểu hao, ngũ quỷ và sao kiếp sát đào đến trước cửa. Cho nên là những cái nhà hướng Đông Nam trong năm 2020 canh tí là những cái nhà mà có cái sao lục bạch đào đến, gọi là quan tinh chính khí khắc làm cho đổi vận. Cho nên ra là nó phối hợp thêm, tuy nhiên là năm nay thì nó phối hợp thêm ngũ quỷ, phối hợp thêm quan phù và tiểu hao kiếp sát. Cho nên là những cái nhà này thì về cơ bản những cái nhà hướng này thì nó sẽ có thêm những cái dễ năm nay mà bị thị phi và hao tán cái tài sản, hao tán cái tài sản. Và năm nay thì cần phải hết sức là tránh cái kiện tụng, đừng có mà không đứng ra ký hộ hay là giấy tờ hộ hay là nhận hộ hay là vay hộ ai tiền. Hoặc là ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải lưu ý, do là cái tiểu hao và sao kiếp sát đến, cho nên là cái việc đi lại của anh chị đối với cả những cái nhà hướng Đông Nam cũng phải hết sức là cẩn thận, vì khi mà cái tam sát mà kéo đến chẳng hạn thì nó sẽ kéo đến là cùng lúc là cả ba cái sát, là tai sát, kiếp sát và tuế sát, chứ nó không phải là chỉ một cái sát kéo đến, mà tam sát đã động vào là động đến cả ba luôn. Cho nên là chúng ta phải hết sức là lưu ý. Như vậy thì những cái nhà mà có hướng là Đông Nam thì năm nay thì chúng ta nên là sử dụng cái thức thập nhị địa chi ở trước cửa nhà, bởi vì là cái thức thập nhị địa chi thì nó có cái tác dụng về nghênh tài cũng như là tác dụng để mà nghênh thái tuế cũng như là hóa giải cái tam sát, đặc biệt là nó rất là hữu hiệu. Và trước cái nhà của nhà hướng Đông Nam năm nay thì nên sử dụng cái thảm có cái màu xanh nước biển để chúng ta có thể hóa giải, và một là tiết khí của lục bạch, hai là cũng để sinh cung, tức là sinh cho cái bản cung thuộc mộc. Bởi vì là bản chất tại sao chúng ta lại tiết khí, bởi vì bản chất là cái sao lục bạch thì vẫn là cát tinh, bản thân là cát tinh, tuy nhiên là bị thất vận, cho nên thì ra là cái hung họa ở trong đó nó vẫn còn, mà khi mà nó đi với cả sao cát thì sẽ cát, nhưng mà khi đi với sao hung, tức là đi với cả bộ hung tinh, thì nó lại trở thành hung tinh. Mà những cái mà năm nay thì Đông Nam chúng ta có thêm tiểu hao, ngũ quỷ và kiếp sát, tức là bè lũ đó nó sẽ kéo đến và cùng với cả sẽ dễ dàng gây ra cái chuyện thị phi, cho nên chúng ta anh em cần phải đặc biệt hết sức là lưu ý. Tiếp theo là những cái căn nhà hướng Tây Nam.
Những nhà hướng Tây Nam năm nay thì có sao Tứ Lục, Tuế Lộc, Tam Thất, Bạch Hổ, Tuế Sát và Phi Liêm đào đến trước cửa. Chúng ta biết rằng là Tứ Lục là cái sao đã thất vận, mặc dù là cát tinh, nhưng mà những cái vấn đề mà các cái bệnh tật mà liên quan đến đau đầu, hay là những bệnh liên quan đến thần kinh, hoặc là những cái bệnh mà liên quan đến rồi ngoài ra thì kể cả những cái việc mà liên quan đến thi cử thì nó cũng là cái việc đó, cũng là trở thành cái việc nó không được cát. Bên cạnh đó lại phối hợp thêm cái Tam Thất và Bạch Hổ và Tuế Sát và cộng thêm sao Phi Liêm, cho nên là chúng ta phải hết sức đặc biệt, vì Bạch Hổ là cái sao mà nó dễ gây ra cái việc đổ máu, rồi Phi Liêm đó là những cái sao mà dễ xảy ra những cái tai nạn, rồi Tuế Sát thì nó xảy ra cái việc thị phi. Cho nên thành ra là những cái nhà nào mà có cái hướng Tây Nam năm nay là phải đặc biệt hết sức lưu ý, tránh các cái vật sắc nhọn, hoặc là tránh đam mê tiểu sắc, rồi mà để mà gây họa. Đi lại thì phải hết sức cẩn thận những cái vật sắc, rồi những chỗ nào mà đao kéo, hoặc chỗ nào những cái cỗ máy mà trong quá trình mà vận hành mà chúng ta cảm thấy, cho cảm thấy nó có cái độ nguy hiểm, đặc biệt là máy móc mà nó có vật sắc nhọn, kể cả máy cưa, máy hàn, máy đột, máy dập chẳng hạn, là khi chúng ta nhìn thấy những cái chuyện đấy là chúng ta cảm thấy cái phần đấy chẳng hạn, thì là chúng ta phải hết sức là lưu ý, vì nó sẽ cháy dễ dàng mà nó sẽ gây ra cái tai họa, và nó dễ dàng nó gây ra những cái chuyện mà nó không hay nếu như chúng ta mà tiếp cận vào đó. Và tuy nhiên Tứ Lục cũng lại là cái sao mà nó tương đối có lợi cho cái việc học hành, cho nên là chúng ta chỉ cần nỗ lực cố gắng và sử dụng thêm một số cái pháp khí để chúng ta kích hoạt cái việc văn xương của học của nhà lên, thì nó lại trở thành một cái việc rất là cát. Hướng Tây Nam năm nay thì chúng ta nên là sử dụng một cái thước thập nhị địa chi, hoặc là sử dụng cái đồng ngũ phúc hoa mai chúng ta dán trước cửa. Vì là Tứ Lục bản thân cũng là một cái sao đã thất vận mà mộc đáo thổ cung, cho nên thành ra là nó cũng vẫn là một cái sao không cát. Chúng ta nên sử dụng cái thảm màu đỏ ở trước nhà. Cái thảm màu đỏ thì ngũ hành thuộc hỏa, mà hỏa mà đặt vào vị trí của Tây Nam thì sinh cung và tiết khí của mộc, mà mộc của Tứ Lục, cho nên thành ra là chúng ta vẫn có thể sử dụng cái thảm này đặt ở trước nhà để chúng ta gia tăng thêm cái vận khí và gia tăng thêm phần cát lợi cho cái căn nhà của mình trong cái năm mới Canh Tí 2020. Về cái cát hung vận hạn của những căn nhà hướng Đông Bắc và những căn nhà hướng Tây Bắc. Những căn nhà hướng Đông Bắc nằm trong cái khoảng độ là chính Đông Bắc của chúng ta là 45 độ thì cộng trừ 22,5 độ. Như vậy nó sẽ rơi vào là 22,5 độ cho đến là 67,5 độ, gọi là nhà hướng Đông Bắc. Những nhà hướng Tây Bắc nằm trong cái đoạn là 315 độ cộng trừ 22,5 độ. Như vậy nằm ở đoạn là 292,5 độ cho đến là 337,5 độ. Thì người ta gọi những cái nhà đấy gọi là nhà hướng Tây Bắc. Như vậy thì những cái nhà hướng Đông Bắc năm nay thì chúng ta có cái sao Nhất Bạch, Lực Sĩ, Thái Dương, Tăng Môn, Tuế Mã và sao Độc Hỏa đào đến. Như vậy thì Nhất Bạch là cái sao tài tinh, cũng là quan tinh đào đến cái phương vị phía Đông Bắc. Tại sao gọi là kiêm thêm cả quan tinh? Vì phương Đông Bắc cũng hành thuộc thổ, mà Nhất Bạch cũng hành thuộc thủy, thổ thủy tương khắc gọi là quan tinh, cho nên thành ra là thêm Tháo Dương, Thái Dương với cả Tuế Mã chủ cái sự biến động về tài sản, cho nên là năm nay cái việc kinh doanh buôn bán của những cái nhà hướng Đông Bắc rất là lợi lạc và có cái kinh tế phát triển tốt. Năm nay thì những cái người mà cư trú trong cái nhà hướng Đông Bắc, đặc biệt là những người có tuổi Hợi Mã Mùi thì hoặc là những người tuổi Sửu hoặc những người tuổi Dần, thì năm nay thì những cái nhà hướng Đông Bắc sẽ là cái năm rất là lợi cho cái việc cầu tài, phát tài và cầu quan. Và năm nay thì rất dễ là có cái việc mà thay đổi cái công việc, mà cái chiều hướng thay đổi này là cái chiều hướng rất là tốt. Anh chị cần phải lưu ý, chỉ cần lưu ý rằng là do là có lực sĩ với Độc Hỏa và Tang Môn đào đến trước cửa, cho nên là những cái nhà này cần phải đề phòng cái việc cháy nổ ở trong nhà, và là rất là nguy hiểm. Chứ còn về cơ bản hướng này là một hướng rất là cát. Năm nay hướng Đông Bắc thì chúng ta có thể sử dụng ngũ phúc hoa mai để chiêu tài, hoặc là sử dụng cái thước thập nhị địa chi để tăng cường thêm tài lộc. Trước cửa nhà của anh chị thì anh chị nên sử dụng cái thảm có cái màu ghi, vì cái màu ghi thì chúng ta sẽ để tránh cái mối tương khắc giữa cái Nhất Bạch và cái bản cung là ngoài thuộc thổ, để dùng thổ kim thủy tương sinh để mà ta làm cho cái lực của Nhất Bạch nó tăng cường thêm cát khí, để gia tăng thêm cái tài lộc và gia tăng thêm cái may mắn cho căn nhà của anh chị. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi vào cái căn nhà về hướng Tây Bắc. Căn nhà hướng Tây Bắc, năm nay thì gồm có sao Bát Bạch là tài tinh đương vận đào đến trước cửa.
thêm tấu thư, điếu khách, thái âm, bệnh phù và quan phù đào đến. Cho nên thành ra là năm nay là sao đạt bát bạch là tài tinh đào đến, bát bạch ngũ hành thuộc mộc, à bát bạch ngũ hành thuộc thổ, mà đào đến phương tây bắc là ngũ hành thuộc kim. Cho nên thành ra là bản thân là ở cái phương đó, phương tây bắc năm nay là vô cùng cát lợi, có thêm sao tấu thư và điếu khách là hai cái sao mà chủ văn kiện giấy tờ rồi chủ thương thuyết. Cho nên là năm nay mà chúng ta mà đàm phán thương thuyết hợp đồng hay là đàm phán thương thuyết hợp đồng hay là các cái đề xuất hay là những cái kể cả cái đề xuất tăng chức hay đề xuất tăng lương hay là những cái đề xuất hoặc những cái hợp đồng mà liên quan đến giấy tờ thì năm nay là vô cùng là cát lợi mà sẽ đem lại đến những cái thành công. Và năm nay thì những cái hợp đồng hoặc những cái giấy tờ cũ, những công việc cũ từ năm ngoái hoặc là từ những năm trước mà chúng ta chưa thương thuyết và giải quyết được thì cái năm nay sẽ là năm rất là tốt để chúng ta đưa ra để giải quyết những cái vấn đề này, đặc biệt là gì liên quan đến về giấy tờ. Cho nên là rất là có lợi cho cái việc thương thuyết cũng như là lợi cho việc mà thăng quan đến chức. Lưu ý rằng là có thái âm và bệnh phù đào đến, cho nên thành ra là cũng cần phải lưu ý về sức khỏe và lưu ý những cái bệnh phụ nữ, đặc biệt là người phụ nữ ở trong nhà, và lưu ý vấn đề về sức khỏe vì năm nay những cái sao này nó chủ cho những cái bệnh mà đặc biệt là những con vật nuôi ở trong nhà nó rất dễ bị nhiễm bệnh từ nó, cho nên chúng ta phải đặc biệt là lưu ý. Tây Bắc năm nay thì chúng ta có thể nghênh cái phúc bằng cách là chúng ta có thể sử dụng một cái đồng tiền hoa mai nguyên lộc, tức là một cái đồng tiền hoa mai mà chúng ta treo đeo kiểu tòng teng để nó có thể đung đưa trước gió ở trước nhà để chúng ta kích hoạt cái tài lộc của cái phương vị này lên. Chúng ta nên sử dụng cái thảm trải ở trước nhà có màu là màu ghi, vì màu ghi để chúng ta sinh tiết khí của bát bạch, vì bát bạch đương vận cho nên khí rất là phi lực, tức là rất là phi phàm, tức là rất là mạnh mẽ. Chúng ta thu hút cái khí đấy từ các phương và bổ cho bản cung là ngũ hành thuộc kim. Cho nên ra là chúng ta sử dụng cái thảm màu ghi để trước nhà để chúng ta ra lực thêm cho căn nhà của chúng ta. Như vậy thì đối với cả hướng Đông Bắc và hướng Tây Bắc thì đều là hai cái hướng rất là cát. Trong cái năm nay anh chị hoàn toàn có thể sử dụng các cái pháp khí, hoặc là chúng ta có thể tăng cường bằng cách là sử dụng, hoặc là chúng tăng cường bằng cách là chúng ta chủ động hơn trong cái công việc của mình, chủ động hơn trong cái hoạt động kinh doanh của mình để gia tăng thêm tài lộc. Và lưu ý dù là hướng tốt thì chúng ta vẫn phải luôn luôn nhớ rằng là phải giữ gìn sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, vì rằng là những cái dép đi trước cửa rồi thường xuyên quét dọn cái hè đó cho nó thật là sạch sẽ thì cái tài lộc ắt hẳn nó sẽ đến với anh chị. Ta đã nghiên cứu qua các cái vận khí và vận hạn của 8 hướng nhà thì mỗi một hướng nhà khác nhau thì có các cái lưu liên tinh đào đến khác nhau, thì chúng ta cần phải có cái biện pháp để mà hóa giải cũng như là biện pháp để chúng ta tăng cường. Như vậy thì 4 cái hướng nhà năm nay mà có được cái điều tốt lành, những cái hướng nhà năm nay có việc tốt lành, ví dụ như là nhà hướng Đông Bắc, nhà hướng Tây, nhà hướng Tây Bắc, năm nay là những hướng rất là cát. Chúng ta cần phải gia tăng, tăng cường và kích hoạt cái tài lộc ở đó, cũng như là tận dụng cái cơ hội của những cái hướng mà năm nay có được cái vận khí tốt để mà tăng cường thêm những cái tài lộc vào trong gia đình nhà mình. Còn những cái hướng nhà nào năm nay mà nó bị phạm, ví dụ như là những căn nhà hướng Nam, những căn nhà mà hướng Đông Nam, những căn nhà hướng Bắc, hoặc là những căn nhà đặc biệt là những căn nhà hướng Đông, đó là những căn mà năm nay thì cái vận khí nó rất là kém. Cho nên thành ra là chúng ta cũng cần phải tránh mạo hiểm tham gia vào các cái việc như là đầu tư hay đầu cơ hay cho mượn tiền hay cho vay. Khi chúng ta làm hoặc chúng ta kinh doanh những cái dự án hoặc công việc lớn thì chúng ta phải hết sức là cân nhắc, vì là nếu như mà cái tuổi của anh chị, giả sử như mà năm nay tuổi có thể là vận khí nó tốt nhưng mà đến cái cuối năm nhưng mà gặp cái hướng nhà mà vận khí nó không tốt thì chúng ta khi mà ý muốn nói rằng là cái thiên thời những địa chưa lợi thì chúng ta phải làm việc phải hết sức là cân nhắc và cẩn thận. Còn nếu như mà căn nhà nó tốt rồi thì chúng ta thông thường là chúng ta nỗ lực và cố gắng hơn nữa để chúng ta tận dụng được cái cơ hội của mình, để mà năm nay thì sẽ là một cái năm mà tràn đầy được cái tràn đầy sức khỏe, sẽ là một năm mà gia đạo hưng vượng và tài lộc cũng như là sự nghiệp quan vận của anh chị nó thăng tiến. Anh chị đặc biệt là phải lưu ý rằng là dù là căn nhà của anh chị năm nay có đến vận tốt hay là căn nhà anh chị năm nay là đến cái vận hung thì cái trước cái cửa nhà của chúng ta, cái nơi đấy vốn rất là động vì rằng là cửa và anh chị vào ra liên tục, đúng không ạ? Anh chị không thể nói rằng là cái cửa chính mà chúng ta không có thể mà cửa chính của chúng ta không thể đi vào đi ra được, mà là cái nơi đấy chúng ta vào ra thường xuyên, mà chúng ta lại để giày dép rồi tủ giày rồi tất cả những cái đồ guốc ở trước cửa thì mình chúng ta phải cố gắng là sắp xếp cho giày dép thật là gọn gàng, và cái giày dép thật là gọn gàng nếu như không dùng thì chúng cho vào tủ và đóng kỹ lại
chúng ta không bày bừa ra, vì là bản chất của sạch sẽ gọn gàng thì cũng chính là cái việc mà nghênh được quý thần và nghênh được cái tài lộc đến. Cái bản thân cái phần trước cửa nhà của trong anh chị thì thông thường cái khu vực đấy người ta cũng gọi là khu vực huyền quan. Ngoài cái cửa ra thì đến cái đoạn từ cửa chính mà tiếp cận vào đến trong cái phòng khách chẳng hạn, thì người ta hay có một khoảng trống ở trước nhà, người ta gọi khu vực đấy là khu vực huyền quan. Huyền quan nó giống như là cái cuống họng của mình ấy, cho nên là phải cần phải giữ được sạch sẽ, và anh chị lắp cái đèn sáng ở nơi đó, và nơi đấy thì để những vật nó tĩnh, để mà tất cả những khí độc, khí xấu khi mà bước vào đó phải có một cái lực cản, và được ánh sáng bên trên nó dội xuống để chúng ta chuyển từ trạng thái từ dương, trạng thái từ âm, từ những thứ uế tạp, từ những thứ mà xấu thì sang cái trạng thái dương. Thì như vậy thì cái khu huyền quan là cái khoảng đệm không gian giữa cái cửa chính và phòng khách là khu vực rất là quan trọng trong cái việc hóa sát theo cái hướng nhà này, và cũng như là cái khu vực để chúng ta kích hoạt được cái tài lộc mạnh nhất ở trong căn nhà. Thì chúng ta lưu ý đối với những hướng nhà như vậy.